Nhưng mà bây giờ có hình ảnh tự nhiên có một người Sư Minh Tệ mà đi ra ngoài như vậy làm cho đại chúng ở ngoài kia cảm thấy giống như nó lạ. Tôi Đức Phật ngày xưa đâu có làm như vậy. Sư cô không có nghĩ là Đức Phật đi hàng ngày như vậy mà có đại chúng đi theo như vậy đâu. Cô này, cô nói là cô nói theo cái lý tu của cái người hiểu đạo, hiểu lý đạo, hiểu luật đạo. Dạ đúng rồi đó. Ra còn cái ông thầy Minh Tuệ, ông nói ông có phải là thầy tu đâu mà cần hiểu, mà ông đang học tu, ông tự học tu, ông tự tu theo ý của ông thì dứt khoát không bao giờ mà giống Thích Ca Mâu Ni. Dạ bắt chước tương tự theo thôi, mà quý vị hoàn toàn hãy mở miệng ra nói là bắt buộc phải giống Thích Ca Mâu Ni mới chịu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay anh em tụi con đến thăm sư, thứ hai anh em tụi con thỉnh pháp. Hiện tại giờ thế gian pháp đó, sư có một sư cô ở bên Mỹ tên là Bích Liên, đây là cũng là một hoa hậu, nhưng mà lên muốn đá xéo sư Minh Tệ là nói hạnh tu của sư Minh Tệ không giống Đức Phật năm xưa, và đi cũng như là rất là nhiều, rồi có đại chúng, rồi có anh em quay phim, thì thời nào tính theo thời nấy, mà trong khi đó sư Minh Tệ là tu theo 13 hạnh đầu đà của ngài Ca Diếp đó. Thì qua đây con nhờ sư cho một bài luận, một bài pháp thoại cho sư cô này hiểu. Sư cô này thì có những cái từ ngữ ở trong thì cô giảng pháp thì cũng rất là hay. Bên cạnh đó thì sư cô có nói những cái câu nhưng mà mình cảm thấy nghe thì nó cũng không thâm tai lắm. A Di Đà Phật, con nhờ sư luận giải ạ. Hôm rồi đó, sư cũng có thấy ở trên YouTube có một vài cái bình luận, có vài cái phân tích và phản biện lại cái cô ni nào đó ở nước ngoài. Thì như vậy đó, cái vấn đề này đó chúng ta xét coi cái vấn đề phản biện này của chúng ta đặt ra những cái mà thắc mắc qua những cái bình luận, cái trình bày của cô ni đó, những cái điểm mà bà con đặt ra để mà nói, để mà phân tích, để mà nói rằng cái cô ni này đang chống lại. Không chống lại đi chăng nữa cũng là chê trách cái cách tu của thầy Minh Tuệ là sai, là trật. Nó có nhiều đó hả? Phải không? Chứ thực ra đó, cô này cô có nói gì nói, cô khen hay cô chê gì đó, thì thực ra ở trong cái lý đạo hiện hữu đó, nó không có nghĩa lý gì chăng á. Tại vì sao? Cổ khen mà cái người không có nghe, không có thấy. Và cái khen cũng như cái chê vậy đó. Đó là những cái tiếng ha, những cái tiếng và những cái tiếng. Đó thì cái người tu kia người ta không bao giờ nghe thấy hết trơn á. Tại vì ông Minh Tuệ ông không có sử dụng các cái mạng mà thông tin này, ông không có sử dụng điện thoại, và ông thực sự là một người đã là, chúng ta nói là gần như là đã ẩn tu rồi, chứ không phải như những cái ngày trước, những cái ngày mà ông này mới xuất hiện đó thì là rần rần rồ rộ. Mà rần rần rộ là nhờ sao vậy? Nhờ cái hạnh tu khổ của ổng đó mà người ta biết tới. Cái hạnh khổ của ông này nó nằm căn bản là cái chỗ ông đi đó. Ông đi đó. Mà cái này thì cô này cô chê, cô nói cái đi này trật. Trật là trật cái gì? Trúng là trúng làm sao? Chúng ta phải phân tích nè. Trúng
chúng ta nói trước nè, chúng là cái nhờ của ổng đi đó mà người ta mới biết nhiều, và người ta thán phục cái đi của ổng gần như là 90% rồi, thán phục cái đi đó của ổng đó. Tại sao? Tại vì cái đi của ổng nó nằm gọn ở trong cái khó khăn, cái khó khăn, cái khổ sở của một kiếp làm người lắm, chứ không phải đơn giản như là một thầy tu nữa. Một thầy tu đi ra đường bà con còn chắp tay, còn xá, còn cúng dường, còn cho ăn, cho tiền, cho thức ăn, cho thức uống, cho tiền đặng xài này kia lặt vặt theo cái cá nhân của thầy. Đó là những tu sĩ bình thường. Còn ở đây một tu sĩ này đặc biệt rõ một cái là không có trú xứ. Bởi vậy người ta mới nói là tu bỏ hết là chỗ đó. Bởi nhờ cái đi đó. Mà cái đi hồi thời kỳ của cái ông này đi chưa ai biết đó. Thực sự ra mà nói đó, không có thua kém gì mà một ăn mày đâu. Không thua kém đâu. Tại sao? Quần áo thì giá đắt tùm lum, đúng không? Y văn tảo mà. Đó, thầy không ra, thầy mà cái gì không ra, gì mà thấy cứ ăn mặc vậy đó. Đi chân đất đầu trời, đi làm lũi vậy đó. Thấy chưa? Đó, thành thử ra bây giờ cho cao lắm là hơn cái kẻ ăn xin thực sự đi. Cái kẻ ăn xin còn xè tay xin cầu cẩn này kia, còn ông này là thầy tu. Ai cho ông cho thôi, không xin luôn. Thí dụ vậy đó, ha. Nhưng cũng nhờ cái đi đó, nhờ cái hạnh đi khó khăn đó, ít ai làm được xưa nay. Thành thử ra thầy được phát hiện. Phát hiện là sao? Người ta cũng gặp thầy trước kia bao nhiêu năm vậy, nhưng mà sao họ không phát hiện? Ở lúc đó người ta gặp thầy, người ta phát hiện, người ta thấy thầy rồi thôi, người ta bỏ qua. Đây là một tu sĩ đơn giản bình thường, người ta đi vậy đó, không ai để ý tới. Nhưng cái giai đoạn thầy nổi lên đó là cái giai đoạn đấu tranh giữa cái tu giàu, gặp ông này đưa lên, bà con đeo vô liền. À, thì đó, ngay từ lúc mà ông thầy Minh Tuệ nổi tiếng, thì người nói thế này, kẻ chê thế kia, người bàn thế nọ, cũng gây ảnh hưởng chút đỉnh. Đó, rồi các chùa này kia, các cái người ta cũng e ngại. Đó, nhưng mà thực ra đó, theo như ta, như sư nhận thấy đó, thì các chùa, cái số Phật tử thuận hành của người ta cũng không có bị mất bởi một cái ông Minh Tuệ này. Đó, không phải đó, thành thử ra ở trong đạo Phật từ từ ổn định là ở đâu ra đó trơn à. Nhưng người ta mới đánh giá là cái người này tu thiệt, kẻ kia tu giả, nằm chỗ đó đó nha. Còn nói cái vấn đề mà giờ phút này đó mà chúng ta còn phê phán vô cái cách tu, cái hạnh tu của thầy Minh Tuệ là đúng là sai nữa, thì cái đó là rõ ràng là nó dư thừa rồi. Thầy bước ra cuộc đời, thầy đã nói với tất cả bà con rồi, tôi không phải là một thầy tu nổi bao nhiêu đó. À, thì bà con ở trong giới tu hành, thầy tu đừng phê phán ta nữa. Ta không phải thầy tu, và tôi đang học tu. Nó vừa là không phải là trong tăng đoàn tu sĩ, không có bài bản gì hết trơn á. Và tôi đang học tu, và tôi tu theo cách riêng của tôi. Đó thì như thế người ta tu sao ta tu. À, mình là có làm được như người ta không mà chê mà khen. Còn có những cái dí doan bà cũng bị người ta bắt lỗi đó. À, bà nói là cả hàng ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn người mà tăng sĩ về bỏ ra để ai mà tiếp cho nổi. Sư đã dòm thấy rồi, cái kẻ thứ hai ngoại Minh Tuệ không ai thèm tiếp rồi. Đừng nói gì mà cả hàng ngàn người mà ra như vậy. Mà làm sao các cô trong chùa, các thầy trong chùa mà dám bỏ chùa mà bước ra mà tu khổ hạnh giống sư không? Cái đi nè, chứ đừng có nói mà theo ông Minh Tuệ.
nó sư là tu khổ hạnh bình thường nè, theo cái của cái cô này cô nói đó. À, bắt qua sáng đi khất thực rồi về có tu sứ là ở đó ăn uống nghỉ ngơi đó tu ngày đó, rồi ngày hôm sau khất thực nữa, hôm sau sau đó là tùy, nhưng mà có cái nơi trú sứ ở nghỉ ngơi. Cô nói đúng chứ không sai, đúng là những thầy mà người ta không có chịu ở chùa nữa, những cô người ta không có ở chùa nữa mà ta về am, về cốc, người ta về đất nhà ta hoặc là đất ai người ta cho hoặc nghĩa địa cũng như xưa đi, đó là ở có cái chỗ để mà nghỉ ngơi tu, chứ không có thể mà tối ngày mà đi ngoài đường ngoài xá, chịu mưa chịu nắng chịu cực chịu khổ đó nổi hết trơn á. Chịu đó phải có cái lực tốt, rất khỏe và tốt thì mới đi nổi. Chứ còn nội sư nè, sư đi cái vòng chợ nhỏ xíu thôi, một tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi sư về thôi là ta thấy mệt rồi. Một ngày đi 5-7 ngày ngán rồi, không dám đi nữa rồi. Nó như vậy đó, nó khác đi. Nó còn vấn đề mà chúng ta phân tích phê phán mà ông Minh Tuệ này tu đúng hay tu sai, tu giống à Phật hay không, cái vấn đề đó chúng ta đừng phê phán. Ông đã nói ông không phải là tu sĩ rồi. Nó quý vị là tu sĩ, quý vị có học đạo học Phật, quý vị là học ma họ Thích, tức là con Phật rồi, quý vị lành, quý vị theo đúng cái lời lối quý vị tu. Thì xưa nay các quý vị tu đó ai nói cũng như sư tu có ai nói không, bởi vì nó rất là bình thường. Còn ở đây thầy Minh Tuệ nổi lên như một vì sao vậy đó. Bằng chứng là các thầy các cô nè, tu sĩ rầy là tu sĩ nhau, rồi bây giờ cho đến các cư sĩ lại rầy tu sĩ nữa, thấy không? Thầy thấy rõ ràng đó, bên phải giáo hảo đó có ba vị ngồi lên nói đó, rầy cái cô ni này đó, thì như thế thì thầy thấy là rõ ràng ra. Hình như là chúng ta hết công chuyện nói rồi đó. Thành ra đem những cái lỗi nhỏ nhặt nhau ra để mà nói chuyện, để phân tích người đúng kẻ sai, để mà gây ra cái đổ vỡ nữa mà thôi, chứ nó không có ích lợi gì. Đó, bây giờ quý vị dòm thấy đi. Rõ ràng như vậy mà. Đó. Cô này cổ nói là cổ nói theo cái lý tu của cái người hiểu đạo, hiểu lý đạo, hiểu luật đạo. Dạ đúng rồi đó. Đó. Còn cái ông thầy Minh Tuệ ông nói ông có phải là thầy tu đâu mà cần hiểu. Và ông đang học tu. Ông tự học tu, ông tự tu theo ý của ông thì dứt khoát không bao giờ mà giống Thích Ca Mâu Ni. Dạ. Bắt chước tương tự theo thôi mà quý vị hoàn toàn à, hãy mở miệng ra nói là bắt buộc phải giống Thích Ca Mâu Ni mới chịu. Thì cái đó rồi. Thì không được rồi. Không thể so sánh mà thời kỳ này mà thông tin mạnh, thời kỳ kia thông tin yếu. Dạ. Không được luôn. Không được cái gì? Là tại vì mỗi thời kỳ nó có một cái tu khác nhau. Dạ. Thực sự ra mà nói hồi xưa Thích Ca Mâu Ni 6 năm khổ hạnh ngài ở trong rừng già. Chứ không có đi ra ngoài. Đến khi mà kiệt quệ đó, ngài mới xuống sông, xuống dòng nước ngài tắm. Rồi mới gặp cái cô thôn nữ cho ngài mấy bát sữa uống đó. Rồi ngài mới ở tại gốc cây đó, ngài nhập định luôn. Vậy thôi. Chứ còn những năm khổ hạnh của ngài, thực sự ra ngài trong rừng già. Chứ không có đi như vậy. Mà còn khi mà lúc mà ngài đi như vậy đó, ngài đi với một tăng đoàn giáo chúng. Chứ không phải là sống trong hạnh đầu đà mà đi. Yeah. Nói cho rõ ràng để vậy đó, chứ không có phải là. Còn ông này, ông tu này đúng theo cái hạnh của ngài Ca Diếp. Dạ, yeah, nó khác ha. Tại vì ở trong đệ tử của Thích Ca Mâu Ni hồi xưa có ngài Ca Diếp là ngài tu giải thoát hoàn toàn, buông bỏ tất cả, không cần gì hết. Đó, cũng như ở trong tăng đoàn thì đồ đạc ăn uống này kia các cái khác. Còn ngài đi ra ngoài, ngài sống như vậy đó, nó khác. Thành ra hồi thời kỳ đó chính ngài Ca Diếp đã được hoan nghênh rồi. Dạ. Yeah. Thời kỳ Đức Phật đó, yeah. Ngài Ca Diếp sống cái hành đó đã được hoan nghênh rồi. Chứ đừng có nói mà tới bây giờ. Và chính thời kỳ đó Đức Phật đã thấy là cái hạnh đó là quá cực khổ rồi. Yeah. Đến khi ngài Ca Diếp già đó về gặp Đức Phật, Đức Phật mới khuyên một câu. Yeah. Thôi
thầy đã lớn tuổi rồi, đổi y đi, tại vì y phân tạo nặng nề lắm. Dạ. Tại vì y phân tạo là nó chậm giá, nó dậy cộm mà như dạ. Cái mệnh á. Nó thay đổi cái y bình thường cho nhẹ và sống một chỗ cho khỏe, đừng có đi như vậy, đừng có sống ngoài mưa ngoài gió ngoài nắng ngoài nôi vậy, nó cực khổ thân già. Nhưng ngài gia với không chịu. Yeah. Nói ngài đã quen cách sống đó rồi. Yeah. Đó là vấn đề hồi ngày xưa. Yeah. Chính thời kỳ Đức Phật còn khen tặng cái hạnh đó mà. Yeah. Nào hồi thời kỳ đó đã khó rồi đó, không. Đã ít rồi chứ đừng nói thời kỳ bây giờ. Mà thời kỳ bây giờ rõ ràng là 4.0, 5.0. Yeah. Tất cả các thầy đi xe hơi không à. Chùa to Phật lớn, chùa nào chùa nấy tổ mẹ không à. Có chùa không chịu tu luôn, mở thành con nhi viện luôn. Chúng ta thấy rõ ràng cái chùa mở lớn làm ba lắp á. Cái chùa để tu cho không phải chùa để mở ra mà làm con nhi viện hoặc là chăm sóc người già. Làm mấy cái đó chúng ta thấy đạo đức rõ ràng đó, thấy hay nhân văn á. Nhưng trật lất ở trong vấn đề tu à. Yeah. Thành ra cũng có người khen những người đó, cũng có yeah. những người chê. Dạ yeah, đúng rồi đó sư. Tại sao chúng ta đã tu rồi, ly già cắt ái rồi, không có sống ở trong xã hội nữa, không có gia nhập ở trong cái cuộc sống cõi ta bà nữa. Gia đình chúng ta bỏ nè, cha mẹ chúng ta bỏ nè, vợ con chúng ta bỏ nè. Bây giờ lại cưu mang cha mẹ khác hay vợ con khác đem vô nuôi hả? Đem vô tối ngày đó cứ lo kinh tế để nuôi cái nhóm này không à. Thời gian đâu tu, và tu cái đó phải không? Tu cái đó thì chúng ta đừng làm thầy chùa. Chúng ta ở ngoài đi, chúng ta tình nguyện vô trại dưỡng lão để mà chăm sóc người già. Tự nguyện vô trại mồ côi để chăm sóc em bé. Đó, chứ còn mà cái người đi tu mà mở ra thành cái viện dưỡng lão, cái trại mồ côi thì cái đó đúng là không phải tu rồi, mà cái đó cố tình làm để kinh doanh, để kiếm lợi mà thôi. Sư khẳng định, sư nói lên cái vấn đề đó rõ ràng. Bất cứ chùa nào và ông thầy nào làm cái đó đều nằm ở trong cái phán xét của sư trong vấn đề này cả, không ngoại trừ ai. Cái luật tu không cho phép vậy. Bởi vậy người ta mới thấy rằng cái tu của thầy Minh Tuệ là tuyệt vời, là chỗ đó. Dạ, dạ đúng rồi. Nay sư phân tích con hiểu. Mấy ông ngoài này tu chùa to Phật lớn mới được, thì danh vọng càng đầy, thì tiền tài, cái vật chất, anh ấy chạy về càng nhiều. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái tu đó còn tham sân si rõ rệt. Đem so sánh với ông Minh Tuệ không có gì hết, rõ ràng thấy không? Rõ ràng không? Gần như là một ăn mày luôn rồi chứ không phải là thầy tu nữa. Thành ra nội người ta đem ta so sánh hai cái tu đó là một trời một vực rồi. Một là Thích Ca Mâu Ni, hai là phàm tục thế gian, là quỷ sứ đầu thai làm thầy chùa, đúng không? Đó, thành thử ra cái cơ bản về vấn đề thầy Minh Tuệ thôi, mà kéo dài cho đến bây giờ nè, mà còn có nhiều người hiểu ngủ còn phân tích là đúng là sai, là này là nọ trong vấn đề này nè. Đó là cái gì? Đó là cái tuyệt vời của thầy Minh Tuệ đó. Ai chê hay chê dở gì không biết, nhưng hiện thời giờ thầy Minh Tuệ được người ta khen thưởng phong sông. Mặc dù thầy không có nói thầy một tiếng tốt, thầy không có lên tiếng một tiếng nào hết trơn, mà người ta vẫn tôn trọng, vẫn khen thưởng. Chúng ta thấy cái kết quả đó mà chúng ta phán xét. Chứ còn đừng có đem mà cái lý luận, cái hiểu biết riêng nhỏ của mình, đúng rồi, mà chúng ta chụp mũ, chúng ta nói này nói nọ hoài, thì như thế là coi chừng chúng ta đã phạm vào lỗi của cái tội đọa rồi. Thầy Minh Tuệ không có nói gì ta hay phải không? Mà ở ngoài cứ người này nói người kia nói, cứ kéo dạ, ông kia rồi. Ra mà phân tích hoài. Cứ kéo con ta ra nói ông ta tu về trúng, ông tu về trật, ông tu là đúng, ông tu này sai. Nói hoài vậy đó, trong khi người ta đã nói rằng người ta không phải là tu sĩ. Luật đạo này kia ta không có biết cái gì đó, và dạ. Người ta đang tự tu, tự học tu. Quá hiểu rồi. Thì ở trong vấn đề đó cái sai trật rất nhiều. Dạ. Nhưng mà cái sai trật đó kệ người ta. Dạ, người ta không có cần quý vị phê phán đúng sai. Tại sao quý vị phê phán đúng sai? Vì ông biết hiện tại giờ ông Minh Tuệ
vẫn nằm ở trên đỉnh cao của Phật giáo. Chúng ta nói vấn đề đó ha, cho anh Nhơn thấy rõ. À, còn cái vấn đề phân tích này nọ chúng ta đã dần thấy rõ thôi. Trong cái tất cả những cái phân tích của chúng ta, những người đi theo phá rối thầy Minh Tuệ thì cũng đã có nói trước rồi. Dạ. Vấn đề đó chính bản thân sư nè. Cái dạ. Điểm đầu tiên sư đã rầy vấn đề đó rồi. Sư chỉ công nhận duy nhất ông Minh Tuệ thôi. Cái kẻ thứ hai là sư chê rồi. Dạ. Cái kẻ phàm phu tục tử đi theo dựa bóng mát người ta. À, thì như thế với lại cái cách tu của thầy Minh Tuệ là không có người thứ hai. Dạ đúng rồi. Người thứ hai sao không tu? Người ta ra tu khổ hạnh độc cư độc giác. Sống một mình hả? Sinh hoạt một mình hả? Có người thứ hai không có được. Thì không bao giờ mà chấp nhận cái kiểu người thứ hai. Còn cái còn thời kỳ ông Minh Tuệ đó là tại vì ông cũng lỡ lời thôi. Nhiều người ngưỡng mộ quá rồi. Làm cái lúc đó cái tâm của ổng cũng bị động rồi, chứ không còn tỉnh nữa. Thì ổng phát biểu là ai muốn theo theo, không theo thôi đó. Ổng hớ có một lời đó mà thôi. Thì nó bắt đầu cái tụi mà vô thủ vô thực nó phóng vô, nó nhảy theo ổng lại lúc đó đó. Lúc phá rối đó. Yeah. Nhưng mà qua cái thời gian đó, bà con Phật tử cũng dần thấy rõ rồi. Nó mất trật tự rồi, nó tùm lum tà la theo kiểu đi đông người rồi ha. Đó rồi chính ông thầy Minh Tuệ ổng cũng dòm thấy điều đó, thành thử ra ổng chấp hành liền. Yeah. Theo những cái hướng dẫn này kia của nhà nước chính quyền là lập tức mấy con thấy là ngay từ lúc đó là nó tan dần là bây giờ thầy Minh Tuệ gần như là các con tính đi đã nhập niết bàn rồi đi, không có thấy nữa. Nhưng mà mọi người vẫn tôn sùng, vẫn thương yêu, vẫn này kia, coi như là ổng thành ông Phật sống trong cái hiện hữu rồi. Thôi kệ nó. Nha, chúng ta đừng rầy rà những cái người mà tôn sùng ngài nữa. Có những người người ta thương yêu, có những người người ta mê tín, có những người này kia. Nhưng mà cơ bản cũng là cái suy nghĩ tốt về thầy Minh Tuệ. Thành ra người ta phong xong người ta nói ông Phật sống, Phật chết vậy thôi. À, còn chúng ta người bình thường, bình tĩnh, chúng ta thấy rõ ràng rằng thầy Minh Tuệ giỏi gì giỏi cũng là con người phàm tục, cũng thân tứ đại như mình. Yeah. Cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi xưa. Yeah. À, lúc ngài chưa nhập niết bàn thì ngài vẫn là người trần tục phàm tục mà thôi. Yeah. Đó thì như thế đó. À, thì chúng ta phải nhìn thấy rõ ràng là tôn trọng thương yêu thầy Minh Tuệ nằm ở trong cái cơ bản của một hiền nhân, của một thánh tăng thôi, chứ còn đừng mà đưa lên quá cao siêu. Yeah. Đến mà thành Phật là cúng giá gian lại rồi, cái đó nhiều khi chúng ta lỗi đạo à. Yeah. không đáng vậy ha. À, đây là cái lời cuối cùng à, của sư gửi đến cho tất cả các Phật tử và quý vị đang tranh chấp nhau. Yeah. Trên một lời nói hớ nào đó. Yeah. Trên một câu nói khen chê nào đó mà chúng ta biện luận và tranh đấu nhau trên cộng đồng mạng hôm nay. Yeah. Thì qua cái clip này sư thấy rằng quý vị bình tĩnh lại đi. Tại vì chúng ta nói đây là chúng ta gây lộn khang với nhau. Yeah. Người này chê kẻ kia khen. Yeah. Binh vực với nhau bằng hai cái con người hoàn toàn không dính dáng gì tới thầy Minh Tuệ hết trơn á. Đúng rồi. Quý vị đập đầu chảy máu mà này ông cũng không để ý nữa. Chuyện ai làm gì làm ăn thua vậy ta không phải không? Thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đề cập tới thầy Minh Tuệ mà không ăn thua gì tới ổng hết. Thì bây giờ chúng ta thôi đừng nói tới ông nữa ha. Để cho ông yên ổn, ổng tu đi. Nha, yeah, rồi chúng ta ai ngưỡng mộ sùng bái thì cứ ngưỡng mộ sùng bái. Yeah. Yeah, còn ai chưa tin hẳn. Yeah. Thì cứ giữ nguyên cái lòng tin của mình. Yeah. Không ai bắt phải tin thêm mà tin bớt. Đúng rồi, quá hay. Không. Yeah. Ai mà bắt người phải nghe khen hay chê. Yeah. Người khen cũng được mà người chê cũng được. Nhưng người phải hiểu rằng người khen người chê không có áp phê gì chứ. Mà người khen người chê là do tâm não người bị chuyển động mà thôi. Yeah. Chứ còn chính người đó, cái khen cái chê của người không ép phê tới họ, họ nằm ở trên bậc cao hơn chúng ta nhiều rồi. Mô Phật cảm ơn sư rất là nhiều. Thì qua đây có những lời mà của sư cô Bích Liên và các vị tu sĩ cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo và cộng đồng mạng nghe bài pháp bài luận này của sư Thích Trí Trung thì mình đừng có bơi mốc cái câu chuyện này nữa. Thì qua đây con cảm ơn sư rất là nhiều. A Di Đà Phật.